Sáng ngày 5 tháng 2, đoàn kiểm tra của huyện do đồng chí Nguyễn Thanh Bằng, huyện ủy viên, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm cơ sở chế biến trâu sấy, thịt lợn sấy, gà ủ muối của hộ bà Nguyễn Thị Tình, thôn Hoàng Xá Ngược, xã Vĩnh Thịnh. Cùng đi có một số phòng, ban liên quan của huyện, lãnh đạo, cán bộ liên quan của xã Vĩnh Thịnh. Tại cơ sở, đoàn đã kiểm tra một số nội dung như việc chấp hành các quy định trong chế biến thịt trâu sấy, kiểm tra điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến thịt trâu, việc đảm bảo sử dụng đồ bảo hộ. Qua công tác kiểm tra, đoàn đã nhắc nhở chủ hộ cơ sở chế biến cần tiếp tục chấp hành tốt các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm, lập đầy đủ sổ sách theo dõi xuất nhập hàng hóa, sản phẩm phải dán nhãn mác khi xuất xưởng, trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân, đồng thời khắc phục những hạn chế mà đoàn đã chỉ ra nhằm cung cấp ra thị trường sản phẩm đạt chuẩn. Đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra việc đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa lễ hội xuân 2024.